Và video này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cái cách chúng ta sẽ bật được cái tính năng sao trên ứng dụng Facebook, và cũng như là cái cách để các bạn có thể đăng ký và kiếm tiền từ cái phần sao trong những cái video ngắn web ở trên ứng dụng Facebook của chúng ta. Rồi, thì đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng Facebook của các bạn lên và các bạn chọn là phần tài khoản Facebook trang cá nhân của các bạn. À, việc đầu tiên mà các bạn muốn để có thể kiếm tiền được từ những cái video ngắn web ở trên ứng dụng Facebook của các bạn thì đầu tiên các bạn cần phải chuyển cái tài khoản Facebook cá nhân của các bạn sang cái chế độ chuyên nghiệp, thì lúc này chúng ta mới có thể là bật được kiếm tiền và cũng như là có thể là nhận được kiếm tiền bằng cách là các bạn sẽ bấm một cái biểu tượng ba chấm ở trong cái phần chỉnh sửa trang cá nhân và các bạn chọn cho mình một cái mục đó là chuyển sang chế độ chuyên nghiệp. Ở đây thì tài khoản Facebook của mình đã chuyển sang chế độ chuyên nghiệp rồi, cho nên là mình không cần phải chuyển sang chế độ chuyên nghiệp nữa mà nó sẽ có cái mục là tắt chế độ chuyên nghiệp. Rồi, sau khi mà các bạn đã chuyển cái tài khoản Facebook của các bạn sang chế độ chuyên nghiệp rồi thì các bạn sẽ mở cái phần video rep ở trên tài khoản Facebook của các bạn lên. Ở đây thì mình sẽ bấm vào phần menu. Mình chọn là phần web. Lúc này thì mình sẽ bấm vào phần tài khoản web cá nhân của mình. Và mình sẽ bấm vào cái mục là tạo thước phim. Sau đó thì mình sẽ chọn một cái video có sẵn trên máy điện thoại của mình. Ở đây thì các bạn có thể thêm được cái phần là mô tả video, như là âm thanh, văn bản, hiệu ứng hoặc là nhãn dán vào trong cái video này. Và các bạn nhấn vào phần tiếp tục ở đây. Thì trong cái phần tiếp tục này nó sẽ có một cái mục là các bạn để ý nó sẽ có thêm cái mục nữa là cái phần là xem cài đặt khác. Khi các bạn bấm vào phần xem cài đặt khác thì các bạn thấy nó sẽ có một cái mục là sao ở đây và nó ghi là đã bật sao cho thước phim này. Và đây nó sẽ có thêm một cái mục nữa là kiếm tiền và nó ghi là đã bật sao. Mình sẽ bấm vào để xem nhiều giá trị hơn từ những thước phim nhờ các công cụ hỗ trợ bạn kiếm tiền. Và sao người xem có thể tặng sao để ủng hộ cho bạn. Và cái phần này nó sẽ có một cái dấu tích xanh và nó ghi là đã bật, có nghĩa là mình đã bật cái phần sao cho cái video ngắn. Và sao này chính là cái phần mà người xem, người hâm mộ có thể tặng cho các bạn ở trong cái video ngắn mà các bạn đăng tải lên trên tài khoản Facebook của các bạn để có thể kiếm được tiền. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái tài khoản Facebook khác mà mình chưa bật cái phần sao lên để hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ bật sao ở trong những cái video ngắn web để có thể kiếm tiền được ở trên Facebook nha. Rồi, đầu tiên thì các bạn tiếp tục mở cái ứng dụng Facebook lên cho mình. Và ở bên trong cái ứng dụng Facebook này các bạn lại tiếp tục chọn vào trang Facebook cá nhân. Ở đây thì cái tài khoản này là mình chưa chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, thì mình sẽ tiến hành là chuyển cái tài khoản Facebook cá nhân này sang cái chế độ chuyên nghiệp để có thể là bật được kiếm tiền bằng cách là mình sẽ nhấn vào cái biểu tượng ba chấm ở bên cạnh phần chỉnh sửa trang cá nhân. Ở đây thì mình sẽ chọn vào cái phần nó là bật chế độ chuyên nghiệp. Mình sẽ bật cái phần này lên. Sau khi mà mình đã bật được cái chế độ chuyên nghiệp rồi thì mình sẽ quay trở lại. Và lúc này thì mình sẽ tiến hành là vào trong cái phần video ngắn web. Lúc này thì mình cũng sẽ chọn vào cái mục đó là tạo thước phim. Và mình sẽ chọn một cái thước phim ở trên điện thoại của mình. Và sau khi mà mình đã lựa chọn xong thì mình sẽ nhấn vào phần tiếp tục ở đây. Rồi, lúc này thì các bạn cũng sẽ để ý nó sẽ có thêm một cái mục nữa đó là xem cài đặt khác, các bạn bấm vào. Và ở đây thì lúc này nó sẽ có thêm một cái mục là mục kiếm tiền, các bạn bấm vào phần kiếm tiền ở đây. Và tiếp tục nó sẽ ghi là thu được nhiều giá trị hơn từ thước phim nhờ các công cụ hỗ trợ bạn kiếm tiền. Và đây chính là cái phần sao, sao người xem có thể tặng sao để ủng hộ cho bạn. Và các bạn nhấn vào phần thiết lập. Thì lúc này nó sẽ có một cái khái niệm về sao, sao là gì? Sao là vật phẩm ảo giúp bạn kiếm tiền từ nội dung nhờ sự ủng hộ của cộng đồng. Và ở đây thì nó sẽ có những cái phần để giới thiệu ông ta về sao, đó là kiếm tiền theo cách dễ dàng. Với mỗi sao fan tặng, người sáng tạo nội dung kiếm tiền được 1 cent từ Meta. Và đây các bạn có thể là kết nối với fan sáng tạo và chân thực. Và ở đây thì các bạn cần phải đáp ứng đủ 4 cái tiêu chí để có thể là bật cái điều kiện kiếm tiền ở trên Facebook. Thứ nhất là bạn phải tuân thủ những chính sách kiếm tiền từ nội dung của Facebook. Thứ hai là bạn sống ở quốc gia đủ điều kiện. Thứ ba là trang cá nhân của bạn có ít nhất là 1.000 người theo dõi. Và thứ tư là trang cá nhân của bạn có 500 người theo dõi trong 30 ngày liên tiếp. Và sau khi các bạn đạt đủ 4 cái tiêu chí trên thì các bạn sẽ nhấn vào phần bắt đầu để chúng ta có thể là thiết lập cái phần sao. Rồi, ở đến cái bước này thì các bạn sẽ thiết lập những cái thông tin pháp lý của các bạn như là họ tên, ngày tháng năm sinh và quốc gia các bạn đang sinh sống để các bạn có thể thiết lập cái việc là nhận sao ở trong cái video ngắn nha. Sau khi mà các bạn đã nhập xong những cái thông tin pháp lý như là về tên, họ, ngày tháng năm sinh và cũng như là quốc gia bạn sinh sống để có thể là thiết lập tài khoản thanh toán thì các bạn nhấn vào phần tiếp tục ở đây. Lúc này thì các bạn tiến hành là nhập cái thông tin về doanh nghiệp của các bạn. Loại hình doanh nghiệp thì các bạn sẽ chọn vào. Nếu các bạn là cá nhân hay là công ty hoặc là hộ kinh doanh thì các bạn chọn vào đây. Ví dụ như ở đây mình chọn là cá nhân và doanh nghiệp tư nhân, các bạn chọn vào phần tiếp theo. Ở đây thì các bạn sẽ tiến hành là nhập cái thông tin một lần nữa. Ví dụ như là tên hợp pháp này, tên đệm nếu như có, cái phần này là không bắt buộc các bạn nha.
họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thành phố, mã bưu điện của cái nơi mà các bạn sinh sống, cũng như là điện thoại và email, cũng như là cái mã số thuế. Và những cái thông tin này là bắt buộc nha, đặc biệt là mã số thuế cũng như là tài khoản ngân hàng, số điện thoại, email và cũng như là cái mã bưu điện của các bạn thì các bạn bắt buộc phải nhập vào chính xác. Sau khi các bạn đã nhập rồi thì cái mục này hiện tại là nó sẽ không bắt buộc chúng ta phải nhập ngay, mà các bạn có thể là thêm sau, cho nên là mình sẽ nhấn vào phần là thêm sau ở đây. Còn các bạn lưu ý là chúng ta cần phải nhập tất cả những cái phần này vào nha. Rồi, sau khi các bạn đã nhập xong tất cả mọi thứ rồi thì nó ghi là đã thiết lập xong, bạn có thể dùng tính năng sau rồi đấy. Các bước tiếp theo đó là thiết lập tài khoản thanh toán. Bạn cần phải thiết lập tài khoản thanh toán muộn nhất là vào ngày 13 tháng 4 năm 2024 để nhận được tiền thu nhập của bạn. Thứ hai là bạn có thể giới thiệu với người theo dõi về sao, cũng như là tạo nội dung sáng tạo của bạn liên quan đến những cái video ngắn. Và các bạn nhấn vào phần xong ở đây. Như vậy là các bạn đã bật được cái tính năng sao cho video ngắn của các bạn rồi. Và bây giờ các bạn quay lại. Lúc này thì các bạn sẽ nhấn vào phần đăng ở đây.